mới chơi hôn lắm. Bánh Mày xa. Chẳng ai nhé. Phần nâng ngay phạm chẳng ai tiết anh đăng mà nhé. Thôi mùa dịch mà chở gạo, chở cơm, chở rau mà qua tới cái xóm này á là cả một vấn đề. Chạy đường ở trong núi á, à, đường ở trong núi này nè, mà cái đường lúc đó còn nhỏ xíu à. Hộ nghèo rồi, bây giờ là nhà nước cho tiền cắt cái nhà lên đẹp gì là rút sổ hộ nghèo. Bên đây cũng cắt cái nhà. Ai ta hai phụ huynh mới mẹ là nó thế hả? Ta riêng nó hả? Ta mơ mơ. Ôi, pin này ai ta riêng này, kê ta riêng, pin này ai ta riêng này. Rồi chị Thủy ở điện đây. Điện về thế này á. Ở vô mơm mơm spay hô vậy. Nè, chơi hô bắp. Lấy trò côn chân mà chơi hô. Tại vì cô chân ghê đấy. Ê, quỳnh nâng thật cô chân có rồi. Nó vô. Học lớp mấy rồi, năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 7 hả? Mới chơi hôn lắm. Mấy? Chẳng ai nhé? Ừ, phần nâng ngay tham chẳng ai tiết anh đăng mấy nhé. Vô kéo nè. Ủa anh ơi lấy chi phim quá. Bây nè ai yên nghe chẳng có hả? À pin á nó nghe lớp mấy à, học lớp mấy à hai này nè. Lớp 5 hả? Tỷ lớp 6 hả? Lớp 7 hả? Đấy vô bà lại hả? Anh ấy hả? Ai tên á? Ai tên á? Vô anh ơi, vô hai rồi. Chị, chị hộp mà đang nè. Ai ao vi ai tập lóp ao vi chu yếp chu kê mà. Ao vi tập lóp. Cùng chè lên. Vô. Chè hộp đây. Tập côn trai chánh mà chè hộp mà phải lại nữa này. Nè 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 chè hộp ở đây ấy muôi. Nè, vô đây. Tao hiệp chua kê. Chua hiệp chua kê. Xong, 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 con xong. Nữ tạ ơi, dài đi. Con nữ tạ ơi. Nữ tạ ơi. Sao? Nè, anh ấy ban nữ. Ngày nay ăn na tự nhiên rồi mấy ở nơi ta chờ anh kia hả? Hả? Yên nghe vậy? Ê, cho bài vậy, cho bài vậy? Nè. Chơi hộp kẹo đây. Ừ.
Đấy, chay ép chua kế đi. Ôi, chanh phong mà. Nè. Nè. Vô ế. Chay hộp ế. Tích vô tay cháu, không hề khuê nè. Tay chô khói, tay chô khói lươn. Anh ấy vô bài đây. Ừ. Nè, vô tay hộp á. Ăn vô tay cháu lê. Cô nà ná hộp tay ná. Anh ấy vô bài đây. Lấy cơm hả? Lấy cơm không? Ừ. Pu mai thế này. Ủa, bài ủa vậy vậy? Nên trong bàn bài ta vô bài ơ gì ấy nó? Con hộp bán, con này hộp bán á. Ấy ta vô ai con môi à nè. Hồi ta, ta hộp ấy. Nha. Ở chỗ nè. Ai vô ao mình xảy nó mua chứ nó. Mình xảy nó tờ hiến à. Bánh tươi vô thử ấy à. Trời ơi. À. Sao ả lên xì lượn nó vậy? Ừ. Mới chết á. Ừ, nơi của ba nó. Bà lấy ba chào nó hay vậy? Hả? À, trẻ hay à? Vô. Ở dưới trong hộp vô cái gì? Nó bên á, sao là chả áo ấy nè. Nó bên á, cái mây chở nó áo thật mây nhỉ. Sở lại chá ở đây, sở lại chá ở đây hộp tiên. Hả? Ủa ní ở đây phải lại rồi. Cho hộp kinh hộp. Ai cũng lấy ba nè. Giờ cho người hộp đi. Người lấy hộp thôi. Lấy gì vậy? Cho người khác ăn đi. Đây nè, trả tiền với số nè, bán với số giả không mà la ông chừng. Bán với số không. Quay vải luôn bả bán với số giả. Nó không lấy thôi, ông lấy của ông đi. Xíu mà la ông chừng. Nè, cái số giả mua không trúng. Mua không trúng giả hả? Dạ, cái số giả. Cái này chú đi ra đại lý đổi đi. Khmer à? Con người Khmer hả? Không lấy hơn. Tính chạy đem vô trong cái xóm ở trong hẻm núi. Thấy mấy anh em làm đường cho luôn. Chắc cũng mười mấy hộp á. Sớm này giờ ngon rồi, có con đường bê tông bự. Ra học biết mấy giờ rồi trời. Tụi này ra chắc 10 giờ, 11 giờ gì quá.
đó chở rơm.